Vâng, Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em sẽ review giới thiệu tới các bác một cái mẫu sản phẩm máy khoan bin bu lông 2-trong-1 thương hiệu Hukan, một thương hiệu mà được rất là nhiều các bác khách hàng ưa chuộng và đang sử dụng hiện nay. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều bác đã quan tâm hỏi bên em về cái mẫu sản phẩm này. Hôm nay thì em đã đem nó về đây, đem nó về kho để giới thiệu tới toàn thể các bác nhà mình. Mời các bác cùng xem, tham khảo và lựa chọn sử dụng cái mẫu sản phẩm này bên em. Một cái mẫu sản phẩm chất lượng, một cái thương hiệu cực kỳ là ok. Ok từ chất lượng cho đến mẫu mã cũng như là giá tiền. Giá tiền thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là giá đẹp nhất thị trường Việt Nam các bác nhá. Đấy thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác đầy đủ trọn bộ cái sản phẩm này. Khi mà các bác đặt mua về thì nó sẽ có một cái hộp đựng máy cực kỳ là đẹp và dày dặn chắc chắn như này. Hộp của nó cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đấy, khác hẳn với những cái mẫu bu lông thông thường hiện nay. Thì em sẽ mở những cái phụ kiện chi tiết bên trong để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo này. Thứ nhất là các bác sẽ có phiếu bảo hành. Và có đầy đủ là một máy này, hai pin và một sạc, một dây đeo này, một khẩu bu lông 22 này. Đấy, đây là đầy đủ trọn bộ các bác nhé. Thì em sẽ bóc thử cái máy này lên chạy pin để cho các bác được cùng tham khảo này. Với hai quả pin của cái sản phẩm này thì các bác sẽ có một quả pin 10 cell và một quả pin 15 cell. Đây là quả pin 15 cell này. Đây là quả pin 10 cell các bác nhá. Đấy, cái chân pin thì nó như thế này. Em sẽ lắp thử một quả pin để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo về cái tốc độ vòng quay. Đây là quả pin 10 cell này các bác này. Đấy, pin 10 cell khi mà các bác lắp lại đây. Đấy. Các bác sẽ có hai quả pin, đây là các bác sử dụng quả nào thì các bác lắp quả đó. Đây là quả 15 cell nhé các bác nhá. Đây. Và 15 cell này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn nhé các bác nhé. Đèn led soi sáng này. Cái này nó là đầu bu lông 2-trong-1. Các bác sẽ lắp được khẩu bu lông 1/2 và có lỗ lục ra ở giữa để các bác lắp ốc vít. Đấy. Rất là tiện nha các bác, vừa có thể là bu lông ốc vít được. Máy chạy động cơ từ không than. Đây là cái thông số kỹ thuật đây này các bác này. Các bác có đảo chiều đây. Là ok. Một con máy cực kỳ là khỏe luôn này. Đấy, các bác điều chỉnh chế độ đây nha. Một nút, hai nút này. Đó. Đảo chiều qua thì nó cũng vẫn có cái chế độ tự ngắt nha các bác. Đấy, chế độ tự ngắt này để cho tránh những cái ốc đấy ạ. Máy chạy cực kỳ là mạnh. Các bác có thể là sử dụng để ra vào bu lông ốc vít. Đấy, ngoài ra mà các bác muốn khoan tường thì các bác có thể là dùng thêm một cái mũi khoan đa lăng chui lục giác bác cắm trực tiếp vào đây. Mũi chui lục giác mà đầu bốn cạnh ấy là các bác có thể là khoan được tường luôn. Kiểu dáng máy thì cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Thì cái mẫu sản phẩm này thì bên em cũng mới về kho nhá. Đấy, cho nên là em sẽ lại có một cái chương trình là tri ân khách hàng cho các bác nhà mình. Thì cái sản phẩm này của bên em nó có giá là 1.300.000 đồng thôi nhá. 1.300.000 đồng bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Hàng đến nơi là các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và thanh toán tiền, cho nên là các bác yên tâm. Thì một bộ sản phẩm này có giá là 1.300.000 đồng là sẽ có bao gồm là một thân máy này, hai quả pin, trong đó có một quả pin 10 cell và một quả pin 15 cell và một cái sạc, một cái dây đeo, một cái khẩu mở bu lông 22. Thì trong cái đoạn video này em sẽ chia khách hàng cho 10 bác đầu tiên. Đấy, 10 bác đầu tiên thì là em sẽ tặng cho các bác một cái bộ khẩu bắn bu lông này có 7 cái nhá, từ khẩu 5 cho đến khẩu 12. Đấy, trừ khẩu 7 ra là không có, các bác sẽ có 7 cái khẩu bu lông này. Em chỉ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác đặt mua cái sản phẩm này bên em. Còn từ bác thứ 11 trở đi thì là các bác sẽ không có cái phần quà tặng này nữa. Thì chốt đơn cho các bác với giá là 1.300.000 đồng. Đầy đủ phụ kiện như em vừa giới thiệu, đối với 10 bác đầu tiên là sẽ được tặng cái phần quà này trị giá là 130.000 đồng các bác nhé. Còn đến bác thứ 11 thì các bác mà đặt đơn hàng thì các bác đừng hỏi em là tại sao mà các bác lại không có cái bộ khẩu này. Em chỉ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên nên là các bác nghe rõ giúp cho em. Còn bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Các bác có thể là alo trực tiếp hoặc nhắn tin nhắn điện thoại Zalo để đặt đơn hàng.
Đặt đơn hàng thì các bác cứ có đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Đến nơi thì các bác được bóc ra kiểm tra hàng và test thử máy. Ok, đúng như cái lời em giới thiệu thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền. Các bác đặt hàng bên trung tâm điện máy Ngọc Mai là các bác sẽ không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản trước và được kiểm tra hàng, test máy thoải mái, ok thì mới nhận hàng. Cho nên là các bác yên tâm. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.